Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi thiên thứ 9. Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ hớn hở nơi Ngài và ca tụng danh của Ngài. Khi kẻ thù nghịch tôi lui bước, chúng nó vấp ngã và hư mất trước mặt Chúa. Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Chúa đã quở trách các nước, hủy diệt kẻ ác, xóa sạch danh chúng nó đời đời. Kẻ thù nghịch đã đến cùng, bị hủy diệt đời đời, còn các thành Chúa đã phá đổ. Dầu kỷ niệm nó cũng đã bị hư mất rồi. Nhưng Đức Giê-hô-va ngồi cai trị đời đời, Ngài đã dự bị ngôi mình để đoán xét. Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu ẩn cao cho kẻ bị hà hiếp, một nơi náu ẩn cao trong thì gian trung. Hỡi Đức Giê-hô-va, phạm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng ngự tại Si-ôn, hãy báo cáo giữa các dân công việc tối cao của Ngài. Vì đấng báo thù huyết nhớ lại kẻ khốn cùng, chẳng hề quên tiếng kêu của họ. Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi. Hỡi đấng đem tôi lên khỏi cửa sự chết, hãy xem sự gian nan tôi mắc phải tại vì kẻ ghét tôi. Hầu cho tại cửa con gái Si-ôn, tôi tỏ ra mọi sự ngợi khen Chúa và mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài. Các dân đã luống xuống trong hố chúng nó đã đào, chân của chúng nó mắc vào lưới chúng nó đã gài kín. Đức Giê-hô-va thi hành sự đoán xét mà tỏ mình Ngài ra. Kẻ ác bị công việc tay mình làm trở vấn lấy. Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. Người thiếu thốn sẽ không bị bỏ quên luôn luôn, và kẻ khốn cùng chẳng thất vọng mãi mãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy, chứa cho người đời được thắng. Nguyện các dân bị đoán xét trước mặt Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho chúng nó sợ hãi. Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm. Chương 16. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng môn đồ rằng: Người giàu kia có một quản gia, bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Vậy chủ đòi người đó mà nói rằng: Ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng: Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mày thì hổ ngươi. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến, và hỏi người thứ nhất rằng: Ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng: Hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống đó viết mau 50. Rồi hỏi người kia rằng: Còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng 100 hộc lúa mì. Quản gia rằng: Hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này
mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền bạc, nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời dân mà thôi. Từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng đẻ thì cũng phạm tội tà dâm. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarơ nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống, cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarơ trong lòng người bèn kêu lên rằng: hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng Abraham trả lời rằng: con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Lazarơ phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói rằng: tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarơ đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng? Abraham trả lời rằng: chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, chúng nó phải nghe lời các đấng ấy. Người giàu nói rằng: thưa Abraham tổ tôi, không phải vậy đâu. Nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. Song Abraham rằng: nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Chương 17. Khi Abraham được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sấp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời, ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta. Mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi hoặc sinh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại trong nhà ngươi, hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình,
sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: Còn Sarai vợ ngươi chớ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã 100 tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã 90 sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Isaac. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì ngài từ Abraham ngự lên. Chính ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà, hoặc sinh tại đó, hoặc đem tiền ra mua về, mà làm phép cắt bì cho, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Abraham chịu phép cắt bì, thì đã được 99 tuổi. Còn Ismael con người khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì, và mọi người nam trong nhà, hoặc sinh tại đó, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu phép cắt bì với người. Chương 18. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham nơi lùm cây giả bộp của Mamre, đang khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày. Abraham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tới Chúa, đừng bỏ đi luôn. Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường. Vì cớ ấy nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn Abraham lật đật vào trại đến cùng Sarah mà rằng: Hãy mau mau lấy 3 đấu bột lọc nhồi đi rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: Trong độ 1 năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời này. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao. Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng: Già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng: Cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn sinh sản chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong 1 năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sarah sẽ có một con trai. Vì Sarah sợ nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu. Nhưng ngài phán rằng: Thật, ngươi có cười đó. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom. Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thịnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán rằng:
tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá. Tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng. Nếu chẳng thật thì ta sẽ biết. Vậy các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom. Nhưng Abraham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao? Ngộ trong thành có 50 người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ 50 người công bình ở trong sao? Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác, đến đổi kẻ người công bình cũng như người độc ác? Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ. Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao? Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sodom 50 người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó, ta sẽ tha hết cả thành. Abraham lại thưa rằng: Mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa. Hoặc trong 50 người công bình rủi thiếu hết năm, vì cớ 5 người thiếu, Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có 45 người, ta chẳng diệt thành đâu. Abraham cứ thưa rằng: Ngộ trong thành chỉ có 40 người công bình thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng diệt đâu vì tình thương 40 này. Abraham tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận thì tôi sẽ thưa. Ngộ trong đó chỉ có 30 người thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có 30 người thì ta chẳng diệt đâu. Abraham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa. Nếu chỉ có 20 người thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương 20 người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu. Abraham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần này nữa. Còn ngộ chỉ có 10 người thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu vì tình thương 10 người đó. Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Abraham thì Ngài ngự đi, còn Abraham trở về trại mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.